không có phân biệt rằng CEO trầm tính thì sẽ làm việc tốt hơn CEO linh hoạt, hay là CEO linh hoạt thì sẽ có khả năng làm việc tốt hơn trầm tính, và thậm chí trong lịch sử chứng minh rằng là những người trầm tính thì họ làm CEO còn tốt hơn là những người linh hoạt. Đầu tiên là yếu tố bên ngoài mà bạn tạo động lực cho người khác, là một là bạn khen họ đúng lúc. Muốn nói gì thì nói, là ai cũng thích khen. Cái thứ hai là bạn tặng quà họ đúng lúc, là họ cũng sướng. Và nếu mà làm lãnh đạo thì lại thưởng đúng lúc thì họ lại cực kỳ sướng. Thế thì như vậy là những cái yếu tố khen, động viên, thưởng thì là yếu tố gọi là yếu tố bên ngoài. Còn nếu mà tạo động lực hơn nữa cho họ thì một là khai sáng cho họ về mặt tư tưởng, để họ biết rằng là họ sống trong cuộc đời này thì cái đích ở đây, khai sáng không có nghĩa là mình cho họ cái đích, mà mình cho họ trí tuệ để họ tìm ra cái đích, cái lẽ sống của họ mà họ muốn hướng tới. Như vậy sống trong cuộc đời, cái động lực lớn nhất ở trong con người là chúng ta sinh ra chúng ta phải thấy là chúng ta phải có sứ mệnh. Thì bên nước ngoài họ rất đánh giá cao những người có tôn giáo, bởi vì những người có tôn giáo là những người họ có một cái tư tưởng rất là rõ ràng. Và những người không theo tôn giáo nào thì thông thường họ không có một cái tư tưởng rõ ràng, và bản chất không có tư tưởng rõ ràng tức là không có đích đến. Mà không có đích đến thì bố mày thích đi đâu thì đi thôi, đi đâu cũng vậy thôi, và chỗ nào vui thì ông đến, chứ ông không có con đường nào cả. Thế thành ra là việc đầu tiên là bạn phải cung cấp cho họ một cái trí tuệ để họ biết cách họ set up được cái đích đến của họ. Việc thứ hai, bạn lại cung cấp cho họ cái trí tuệ để họ xác định được con đường đi đến cái đích đấy, tức là lộ trình đi đến cái đích đấy của họ. Và việc thứ ba mà bạn phải làm, đó là khi họ đi như vậy thì họ sẽ có những lúc họ vấp ngã, và mỗi một lần vấp ngã thì bạn ở bên cạnh. Bạn không cầm tay họ, bạn giật lên, đỡ lên, nhưng bạn đứng bên cạnh họ giống như một người bạn ở bên cạnh để chia sẻ, đồng hành với họ những lúc họ khó khăn. Thì như vậy chính là cái câu chuyện bạn đã tạo ra động lực cho họ. Như vậy có ba trong, ba ngoài. Và bản chất như vậy thì trong cuộc đời này, hai vợ chồng sống với nhau mà làm được cái điều đấy, tức là chung một cái lý tưởng sống, biết rõ lộ trình mà chúng ta phải phấn đấu ra làm sao, và cuối cùng là mỗi một lần gặp khó khăn thì chồng bên vợ, vợ bên chồng, hay là hai người bạn thân chơi với nhau cũng thế, thì như vậy họ sẽ gắn bó với nhau trọn đời. Vợ chồng thì nó thêm cái miếng thứ tư nữa là nó giao xong nó lại hợp nữa thì là nó trọn vẹn. Thế còn bạn thân với nhau là chỉ cần ba thứ mà hợp nhau là rất là ngon rồi. Như vậy là kiểu gì cũng vui vẻ và đi với nhau đầy động lực. Rồi, cảm ơn bạn. Ví dụ em doanh số xác định 1 năm là em 10 tỷ. Em xây dựng hệ thống chính sách khách hàng cho cái ngân sách ấy, mà khuyến mãi cho khách hàng là tương ứng với 5%, tức là 50 triệu. Vậy thì bạn dùng thế nào 50 triệu trong 1 năm cho thông minh? Tôi lấy ví dụ những tháng đầu hè, là trước khi mà bắt đầu triển khai vào hè thì có thể là bạn bán đàn chẳng hạn, thì thời điểm đấy bạn có thể khuyến mại để cho cái doanh số nó đẩy nhanh lên. Nhưng vào những cái dịp mà giữa hè bắt đầu đàn bán nó rất chạy rồi và nó có đà rồi, thì bài toán lúc bây giờ bạn không cần khuyến mãi nữa. Hay là vào cuối năm thì bạn có khuyến mãi, bạn tặng quà cho khách hàng có khi người ta cũng chẳng mua. Vậy thì bài toán đặt ra là bạn có cái quỹ 50 triệu đấy, và không bám theo doanh số mà bám theo thực tiễn để chi ra 50 triệu ấy sao cho nó hợp lý. Vì vậy thông thường những công ty mà tạo ra phần trăm ngân sách như vậy là những công ty nó phải có lịch sử chi phí rồi, thì họ với đưa ra cái phần trăm đấy nó mới chuẩn, nó mới thực tiễn. Và đấy là lý do mà ông Strap nó khác một cái ông mà đã có cái lịch sử lưu vết 3 năm vận hành. Thì như vậy 3 năm vận hành rồi, người ta biết rõ cái câu chuyện là ngần này tiền bỏ ra thì cái kết quả doanh số nó về bằng nào. Còn ông Strap thì ông không có lịch sử, thế là ông ngần này tiền bỏ ra nhưng ông không biết là có bao nhiêu doanh số về. Chính vì vậy mà Strap nó sẽ rủi ro cao hơn rất là nhiều so với những doanh nghiệp đã vận hành khoảng 3 năm. Rồi, cảm ơn anh Bùi Hồng Kiên. Có gì thì Kiên cứ hỏi thầy nhá. Bởi vì em học lớp CEO quản trị thì có vướng mắc gì thì em cứ hỏi thầy. Có thể điện thoại hoặc nhắn tin cho thầy được.
Kiên nhá. Rồi cảm ơn Kiên. Vâng, Nguyễn Duy Ngọc, cảm ơn Nguyễn Duy Ngọc. À, là Lam Thanh có đặt câu hỏi là: thầy cho em hỏi một người hướng nội có khả năng làm quản trị không ạ? Xin thưa với anh chị là khả năng quản trị lớn trong cái quản trị thì bạn có bằng này thứ, cần bằng này thứ để quản trị. Một là bạn phải xây dựng được chiến lược. Xây dựng thế nhá, chứ chưa có quản trị. Sau khi xây dựng chiến lược ra thì bạn phải quản trị chiến lược. Mà để quản trị được chiến lược thì bạn phải có hệ công cụ để vận hành chiến lược đấy. Vì vậy nó mới liên quan đến hệ công cụ là quản trị tài chính. Vì tài chính nó tác động lên chiến lược. Quản trị nhân sự, nhân sự nó tác động lên chiến lược. Và quản trị kinh doanh, vì kinh doanh nó mang tiền về. Như vậy năm cái quản trị thì trong cái đầu tiên là quản xây dựng chiến lược và quản trị chiến lược là hai cái câu chuyện đầu tiên của doanh nghiệp, và ba cái tài chính, nhân sự và kinh doanh là ba cái món quản trị đấy, chính là ba cái món quản trị công cụ. Thế thì như vậy trong ba cái đó thì em mới nhìn thấy rằng là cái người sống nội tâm là cái người quản trị tốt hay cái người hướng ngoại là quản trị tốt. Thì tôi cho rằng nó không có liên quan đến câu chuyện hướng nội hay là hướng ngoại. Và bản chất quản trị được con người là bạn phải thấu đáo, lắng nghe và hiểu được quy luật vận động, hiểu được quy luật vận động của con người nhé. Bởi vì con người nó cũng như robot ấy. Thằng máu gái thì đổ gái vào phát chạy phè phè, mà thằng máu tiền thì thưởng phát là chạy phè phè. Thằng mà thích chơi thì cho đi hát karaoke ôm một phát là chạy phè phè. Như vậy bản chất là cái người hướng nội hay hướng ngoại không quan trọng, mà hiểu biết về con người, hiểu biết về tài chính, hiểu biết về kinh doanh và quản trị được cái hệ thống đấy thì như vậy là sẽ làm tốt quản trị. Còn chẳng qua bạn đang nhìn thấy một hiện tượng rất nhỏ là người có khả năng giao tiếp làm kinh doanh tốt, là vì đấy là họ bắt đầu vào nghề, họ có lợi thế hơn bạn. Họ có thể bắt đầu nghề của họ với là nghề sale, nghề bán hàng thì đòi hỏi một tính linh hoạt, nhanh nhẹn, mạnh mẽ trong giao tiếp. Nhưng ngược lại, trong kinh doanh bắt đầu vào nghề với người trầm tính, bạn hoàn toàn có thể làm marketing online hoặc xây dựng là nhà tổ chức hệ thống sự kiện marketing offline, bạn cũng có thể làm rất là tốt. Vậy thì như vậy, chỉ có điều với cái tính cách hướng nội hay hướng ngoại thì cái cách tiếp cận vào nghề kinh doanh thì chúng ta đi theo hai cửa khác nhau. Ông mà có cái tính cẩn thận, trầm tính thì ông tiếp cận bằng kinh doanh online, tức là ông núp sau sân khấu. Còn cái người mà có khả năng linh hoạt, nhanh nhẹn, mạnh mẽ trong ứng xử thì ông lại đi vào cổng là từ sân khấu chính, tức là từ người bán hàng để ông đi vào. Nhưng cuối cùng đích đến họ đều hướng tới là CEO. Cho nên không có phân biệt rằng CEO trầm tính thì sẽ làm việc tốt hơn CEO linh hoạt, hay là CEO linh hoạt thì sẽ có khả năng làm việc tốt hơn trầm tính. Và thậm chí trong lịch sử chứng minh rằng là những người trầm tính thì họ làm CEO còn tốt hơn là những người linh hoạt. Bởi vì những người trầm tính họ biết lắng nghe, họ thấu hiểu người khác, họ xử lý mọi thứ nó chín chắn hơn. Nhưng lại có một nhược điểm, nếu mà khởi động thì ông trầm tính thường sẽ yếu hơn ông linh hoạt, bởi vì ông trầm tính thì thường tính cẩn thận, mà đã cẩn thận quá thì nguyên tắc là thành công nó gắn liền với rủi ro, cho nên bố cẩn thận quá là bố không dám chiến, mà không dám chiến thì có nghĩa là cả đời này bố vẫn đứng im. Rồi cảm ơn anh. Như vậy là nếu anh rơi vào nhóm trầm tính thì hãy dũng cảm lên, cứ chiến đấu đi, đừng có sợ, bởi vì mọi thời xác khắc chúng ta sống nó đều có ý nghĩa, kể cả thất bại nó cũng là một bài học ý nghĩa, không có vấn đề gì cả, miễn là đừng mất mạng là được. Rồi cảm ơn bạn. Business Chu là chương trình huấn luyện kinh doanh thực tiễn được xây dựng trên 4 nền tảng: lộ trình, chuyên môn, kỹ năng và con người. Về mặt lộ trình, được đào tạo từ chuyên viên kinh doanh đến trưởng phòng kinh doanh và đến giám đốc điều hành. Về mặt chuyên môn, được huấn luyện trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Về mặt kỹ năng, trang bị đầy đủ kỹ năng sống để hòa nhập cùng các doanh nghiệp. Về mặt con người, rèn luyện thói quen kỷ luật, tinh thần tốt để có năng lượng tích cực nhất. Kết thúc thời gian đào tạo trong 6 tháng, sinh viên sẽ được bố trí việc làm tại các vị trí nhân viên phòng kinh doanh, phòng marketing, phòng truyền thông. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò
cho đến nay, Trường Doanh nhân CEO Việt Nam đã cung ứng hàng trăm nhân sự trẻ, nhiệt huyết, có tư duy và kiến thức cho rất nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc. 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm với mức lương 5 triệu đồng trên tháng, 67% có thu nhập từ 8 đến 10 triệu trên tháng và 5% có thu nhập từ 30 triệu trên tháng trở lên. Đặc biệt, có một số gương mặt tiêu biểu đã khẳng định được bản thân với những vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp. Một số bạn đã tự khởi nghiệp và thu nhiều kết quả tốt. Tìm hiểu thêm thông tin vui lòng truy cập website truongdoanhnhansieuvietnam.edu.vn. Hotline tư vấn trực tuyến 0986776622. Business Chu, chắp cánh ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 0986776622.